Đêm nay, các thành viên quyết định chơi trò nối chữ và những hình phạt tương tác cực mạnh là thứ không thể thiếu. Vì đây là cách nhanh nhất, dễ dàng nhất để phát hiện dấu hiệu của cặp đôi bí ẩn. Em đọc lớn nha. Thấy có một sự va chạm vật lý nhẹ trong tờ giấy rồi đó. Nắm tay gì đó. Nắm tay người ngồi bên trái bạn cho đến lượt chơi tiếp theo. Thành Đạt. Đạt đổ. Rồi rồi, sai rồi, sai rồi, rồi thôi, thôi rồi, thôi. Thiệt luôn. Rồi, anh đọc lớn đi anh. Hùng má. Ngồi chúng bên phải. Wow, chạy đi đâu nữa. Có cách nào mà để anh uống một tâm mà anh không? Không anh ơi, không anh ơi, đó là quy định là lúc đầu em với anh đã nói như vậy rồi. Hãy nhớ về nỗi buồn của mình. Anh bị bông lợi dụng. Thường ngày tuổi không bị người ta lợi dụng. Mình đòi hỏi sự công bằng. Anh không muốn có ba chạm vật lý ở đây, em hiểu không? Không, bây giờ đã vô chương trình rồi, để chịu thôi rồi. Cho em quyết định đó. Thì thực hiện thực thách. Anh phải chủ động lên chứ, sao phải xin phép? Không, đối với anh cái gì mà xin phép, cái gì cũng phải sự tôn trọng bên kia, hiểu không? Nè. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Có lẽ đây là cặp đôi bí ẩn rồi. Phê. Nín thở mà. Rồi, tiếp đi anh. Tiếp tục nè. Bỏ bê. Rồi, bê xong. Tha thứ. Lỗi lầm, lỗi lầm. Tha thứ lỗi lầm là cái gì? Là anh nhận thứ rồi đó. Không, chưa anh dẫn này là anh đặt câu rồi. Thứ hai. Hai. Thôi mọi người đừng cười nữa, đếm cho bạn này đi, bạn này thua. 5, 4, 3, 2. Em đọc lớn cho mọi người cùng nghe nha. Trời ơi. Nhảy một điệu hài hước khiến mọi người phải cười. Ủa tại sao phải là hài hước mà không phải là sexy? Ủa tại sao? Tại sao? Trời bất cầu quá. Trời bất cầu quá. Sở trường của em đúng không? Không. Em muốn nhảy trên nền nhạc thiếu nhi không? Nhảy xíu nha chứ em muốn nhảy. Rồi anh ơi. Rồi em lên. Watermelon Sugar. Bàn tay của em múa cho mày xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Gặp kìa. Gặp kìa. Ông ơi mọi người cười rồi. Ok. Con mình này bậy quá nha. Con mình này hơi kỳ. Ok tiếp tiếp. Lượng từ. Từ ngữ. Ngữ nghĩa. Nghĩa tình. À tình gì? Tình dục. Cái gì đó? Ủa đâu phải nói từ. What the hell. Dục vọng. Wow. Rồi xong. Bình thường. Vọng phu. Phu thê. Wow. Cái từ này nó khó nè. Thê lương nhá. Lương à? Người ta đang 3, đếm giờ ấy. Lương dễ lắm luôn á. 2. Cái từ này anh nghĩ nó không khó đâu. 1. Đó hết giờ. Đó đúng rồi. Bắt giùm nha. Bảo Huy. Không, đời bạn ấy để tự bạn ấy quyết. Nào, không, em thích, chọn đi. Em thích để bạn quyết giùm em. Ghê không? Đời mà để bạn ấy quyết luôn. Rồi xong nát máy luôn. Hôn má người ngồi bên tay phải của bạn. Thấy chưa? Thời gian 10 giây. Bên kia ông nội. Easy. Rồi thì em thấy chưa? Tức là thằng này chứ em nói gì em đâu. Như không. Cũng hơi tức. Đáng lẽ phải để cho nó ngồi khác. Tự người khác gọi điện cho nó ngồi gần. Đúng không? Lý. Chứ ngồi gần mà nó hôn. Mọi người đi. Ủa tụi này nó thằng nhanh như không có. Không ai cũng có đến 3 cô gái chọn mình thực hiện thử thách cùng họ. Lan Anh, chị Tuyết và bé Bông. Thử thách để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Tất nhiên rồi, chắc mọi người cũng biết đó là thử thách của Lan Anh. Bởi vì đó cũng là cái thử thách mà mình tự tay chọn luôn cho chính mình luôn. Thật sự thì sau khi được nắm tay và lại còn được hôn nữa thì tất nhiên là mình cảm thấy rất là vui và cảm xúc gì đó nó thay đổi, nhưng mà mình vẫn còn một chút gì đó gọi là lý trí để kiểm soát bản thân, bởi vì mình vẫn đang rất là nghi ngờ Lan Anh là cặp đôi bí ẩn. Hỏi tiếp tục đây cho anh.